Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019, đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy trên VATV. Chương trình tuần này chủ đề là Thưa Thầy, con không đi chùa nữa và ăn mày cửa Phật. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề qua câu chuyện Giải nghệ sắc xanh vẫn còn lưu mang nghiệp báo. Chuyện của Đường Phong, Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Có một người chuyên hành nghề giết mổ heo nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng. hàng ngày cứ tờ mờ sáng là lúc sư trụ trì bên chùa gõ mõ tụng kinh theo thường lệ. Khi ấy chú Tiểu sẽ thức giấc và giống một hồi chuông. Bây giờ cũng là lúc bác đồ tể thức dậy, sửa soạn mổ heo đem ra chợ bán. Cho nên bác ta đã quen lấy tiếng chuông chùa, làm đồng hồ báo thức để bắt đầu một ngày mưu sinh cứ như thế ngày nào cũng đều đặn giống nhau không bao giờ sai lệch một đêm nọ sư chủ trì nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình quỳ xuống vái lạy rồi nói trong nước mắt xin nhà sư cứu mạng xin nhà sư cứu mạng vị sư bèn hỏi người đàn bà a di đà phật cứu mạng là cứu thế nào bần tăng phải làm gì đây? Người mẹ có dáng điệu sợ hãi, buồn thảm trả lời. Ngày mai xin hòa thượng, hãy cho người đánh chuông, chậm hai canh giờ. Như vậy, mẹ con chúng tôi xin muôn vàng đội ơn. Nhà sư già giật mình tỉnh giấc, không hiểu sự tình ra sao cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, y như lời báo mộng khẩn cầu của người đàn bà tội nghiệp. Ông chỉ lâm râm tụng niệm mà không gõ mõ Cũng không đánh thức chú tiểu dạy giống chuông Lại nói về bác đồ tể Ngay sáng hôm ấy Bác đồ tể ngủ một giấc ly bì Mãi đến lúc mặt trời lên cao Tiếng chuông chùa mới bắt đầu giống lên vang rền Và ngân nga mãi Làm cho bác giật mình choàng dậy Thấy trời đã xế chưa Bác không dám giết lợn như thường lệ vì nếu làm thịt lúc này thì chợ đã vãng người rồi, còn bán chát cho ai? Tức mình vì lỡ mất một buổi buôn bán. Bác ta dụi mắt, lật đật, chạy sang chùa, trách sư cụ. Nhà sư chủ trì già, bèn đem câu chuyện mình đầm bọc đem qua, kể cho bác đồ tể nghe để phân trần với người hàng xóm, vốn tính nóng nảy bọc trực. Rằng không phải lỗi tại mình bắt đầu tệ ấm ức. Nhưng quả là việc ai người ấy lo, biết trách ai bây giờ. Bác ta đành lết hết quay trở lại nhà. Nghĩ lại câu chuyện của nhà sư chủ trì, bác đồ tể, nửa tin, nửa ngờ, liền đi nhanh qua chuồng lợn nhà mình. Bác dừng chân, ghé mắt nhìn vào xem sao. Ngạc nhiên thay, bác thấy con lợn cái vừa mua ngày hôm qua, toan giết thịt sáng nay Giờ đã đẻ được năm con lợn con, nhìn bầy con bỗng miễm và đẹp như trong tranh vẽ vậy, vừa mừng vừa sợ, bác ta bèn kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng này và quả quyết đúng là linh hồn người đồng bà chuyển sinh thành con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết. tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy máu biết bao nhiêu là sinh mạng trong một lúc hối hận đến cùng cực bác ta cầm cả con dao mổ heo chạy sang chùa trình bày nỗi lòng với nhà sư trụ trì bác đầu tể buồn bã cắm con dao của mình trước sân chùa thề trước phật đài từ nay xin giải nghệ ba năm sau thì người đàn ông đã từng hành nghề giết mộ ấy qua đời. 49 ngày sau khi người hàng xóm mất, vị sư chủ trì nằm chim bao, thấy bác đồ tể về báo mộng rằng nhờ có câu chuyện điểm hóa của ông mà bác mới kịp phóng hạ con dao đồ tể và thoát khỏi cảnh chịu tội, đọa đầy ngàn năm nơi địa ngục. Bác đồ tể chắp tay cảm ơn nhà sư mà khóe mắt rưng rưng Giây lát sau, bóng ảnh của người hàng xóm tan biến mất. Trước mắt vị sư trụ trì già, lại hiện lên cảnh tượng một con lợn bị người ta chọc tiếc và kêu gào thảm thiết. Vị sư già giật đẩy mình và tròn tỉnh dậy. Giờ đây, không ai biết linh hồn của bác đồ tể phiêu bạc về nẻo luân hồi nào. Nhưng con dao mà bác đã cắm trước sân chùa ngày ấy thì bỗng nhiên hóa thành một loài cây lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao, người ta vẫn gọi loài cây đó là cây huyết dụ. Lời bàn: tiếng chung chùa âm vang ngân nga mà thanh tịnh, vốn được coi là pháp khí, pháp bê, để cảnh tỉnh và đánh thức những chúng sanh đang lầm lạc nơi chúng nhân gian, tìm về với sự bình an và vĩnh hằng trong Phật pháp cũng là tìm về với bản nguyên sinh mệnh của mọi con người tránh xa những khổ đau lỗi lầm nhân thế nhưng thật đáng buồn với bác đồ tể trong câu chuyện thì nó chẳng khác gì một chiếc đồng hồ báo thức để từng ngày từng ngày lại thêm một sinh mạng bị bác ta xuống tay giết hại xưa nay người ta vẫn coi việc giết hại sinh linh đặc biệt là giết hại những súc vật lớn là điều tối kỵ. Trong kinh Phật có giảng vạn vật hữu linh, còn trong nhân gian có câu sinh nghề tử nghiệp. Con người nói chữ nghiệp ở đây không chỉ có hàm ý biểu thị nghề nghiệp mà còn có hàm ý là chỉ nghiệp lực tức là ác nghiệp mà họ gây ra trong chính cái nghề mà mình đang làm, xem ra cũng không phải là không có lý. Nghiệp chướng căn bản là phiền não, mà nguyên nhân không gì khác ngoài tư lợi, ham danh, ham lợi. Nên tham, sân, si, vướng phải dục trần, tự gây rắc rối, chính là tạo ác nghiệp. Vượt qua phiền não của bản thân, chính là cách giải thoát ác nghiệp. Tâm thanh tịnh, thì nghiệp tiêu tan, tâm càng phiền não, thì nghiệp ác càng tích tụ hôm nay bạn gieo nhân thiện ngày mai ắt được quả lành đời có vay có trả có được có mất có đau thương có hạnh phúc nhưng tất cả rồi cũng chỉ là ảo ảnh hư vô thứ có thể mang theo được thì không ra ngoài luật nhân quả nghiệp báo giấc mơ của vị hòa thượng và hình ảnh cây huyết dụ có màu đỏ như máu với những Chiếc lá nhọn hình con dao bầu, như tiếng chuông cạnh tỉnh thế nhân, làm việc gì cũng cần cân nhắc, sao cho ngay chính, có thiện tâm, và đặc biệt là không nên lạm sát các sinh mệnh. Dẫu biết rằng, làm người sống ở trên đời, có ai là không có nghề nghiệp, nhưng thiết nghĩ mỗi người đều có quyền quyết định công việc và cách hành xử trong công việc của mình việc quy định chính là tâm, chưa bao giờ là muộn cả. Thù lao trong mọi công việc luôn luôn có cái giá của nó. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 com Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Phân ưu nhận được hung tin thứ nam của giáo sư Nguyễn Tường Ánh là anh Nguyễn Tường Huy mất lúc 11 giờ 15 tối ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Virginia, hưởng dương 56 tuổi. Chương trình tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 3 tháng 3 năm 2019 tại nhà quàng National Memorial Park 7482 Lee Highway, Fort Church, Virginia 22042. Đại gia đình Việt Nam Quốc dân đảng thành kính chia buồn cùng giáo sư Nguyễn Tường Ánh và Tan Quyến. Thư mời ra mắt phim tài liệu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam. Buổi ra mắt phim được tổ chức vào lúc 1 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2019 tại Đại học Luật George Mason University Law School, Founders Hall Multipurpose Room 125 địa chỉ 3351 Fairfax Drive, Arlington, Virginia 22201 Mọi liên lạc xin gọi ông Nguyễn Mậu Trinh 301 461 8490